anh em đã quay trở lại và bây giờ thì đã chuẩn bị đến với cả map thi đấu thứ hai hay à? Đúng không ạ? Vâng, map thi đấu thứ hai của chúng ta sẽ là map thi đấu Inferno. Đây là cường ăn à, đây vẫn là cường under anh em nhá. Map này thì mình dự đoán là khả năng là cường OT. Không, cũng khó đấy bạn. Má mày, chắc là cũng khó đấy. Thề cả bạn, như tôi cắt infer nó khó under vãi cứt. Khó bạn ạ. Tiếc nhở, năm nay NK không bắn giải này nhở. NK rồi NK vẫn bây bắn... giờ xong cái là bắt đầu năn nát rồi. Chắc là chỉ có kiểu bắn EC hành gà. Bắn EZ đi hành gà thì thích lắm. Mấy ông này quảng cáo lâu thật đấy, mãi chưa thấy vào trận gì cả. NK đang ngày càng toan dần rồi anh em ạ. Nhưng mà tại vì mình được tặng áo nên là mình cứ mặc thôi. Máu 2 infer nha anh em nhá. Quên mất. Nên xem cái group B5 của anh em là kêu thang. B5 mình đưa không thấy là ai ăn. Well, a little bit of a slow start for the FaZe Clan, but they did bounce back a little bit. Four rounds of your T side is absolutely not going to do with it. Anybody agree? Yeah, that's unfortunate. They did bounce back, so there's still hope for them. We're going into a second map here. Liquid look like they're in control. And I have this weird feeling that they just might be. If you guys agree with that, I need to hear a little bit of noise, perhaps. Liquid fans? All right. So I'm going to try something here, all right? I kind of want you to all go after me, all right? Just say what I say. Ready? Ayo! Ayo! Okay, nếu mà chương trình mà biết cách mà PR ở sân khấu bé không? Thấy không? Năm nay sân khấu bé vãi chưởng. Năm nay chắc hết tiền. Với năm ngoái là trao 4 cái 5 cái thỏi vàng cho 6 cái thỏi vàng cho Astralis cái là hết tiền rồi đó. Sập rồi. Chứ kể cúp lại còn vàng nữa. Năm nay là hơi bị bé hơn so với cả mọi khi nhưng mà không sao, vẫn cứ là media cực kỳ đẹp. Server B5 lại bị đốt rồi. Đốt nhà rồi. Đây rồi. Vậy là trận thi đấu đã được quay trở lại Inferno và đương nhiên rồi, phải là xuất phát từ thì xin sai trước 3A và 2B đẩy mid luôn tới vị trí của Nico. Lúc đó thì Liquid họ suy nghĩ rất đơn giản thôi, đó là rơ thẳng vào bóng xoay B, phi qua smoke luôn, Neo headshot được nào. Nhưng bây giờ Stewie đi qua smoke không thành công và đó là double kill dành cho Neo. Vâng, giờ thì bên phía của team Liquid họ chạm nó có bom xoay B và đặt bom đến từ vị trí của Chase. Wow, đẩy lên rất lao đấy, tất cả thành viên của bên phía team FaZe Clan rồi. Có vẻ như cửa đang sáng dành cho các thành viên của bên phía team FaZe. Và nên nhớ rằng là vẫn còn đó là chuyên ZZ ở đây. Headshot đi vị trí của Lord Mercer. Nhá thấy rồi. Nhưng bây giờ thì Neo đã vào được khu vực đấu tròn. Triss đang ở đây. Và Triss vẫn chưa thể có mạng các thành viên bên phía team FaZe. Nhưng Elite đang tạp cực kỳ khó chịu. Triss lại có cho mình thêm mạng của Neo rồi. Bộ đôi của FaZe Clan đã thành công cho pha retake bomb này. Tỷ số là 1-0 dành cho bên phía của FaZe Clan. Vâng, một round piston rất tốt dành cho FaZe Clan. Trong map thiếu trước thì họ thua cả hai đúng nhỉ? Đúng rồi. Stewie vừa thôi định đi qua smoke nhưng không được. Đó thì Tweet vẫn thể hiện khả năng bắn piston round của mình là ghê như thế nào. FaZe Clan họ đã thắng trong Double Piston. Và giờ thì bên phía của team Liquid có một AK dành cho Tweet nha. Ở cái phong cách áp láo bên phía Liquid khoảng thời gian gần đây ở cái map Infer này rất ghê. Nhưng thường xuyên khẩu AK nó được giao Stewie cơ. Nhưng Tweet có vẻ như đang nhiều tiền hơn, quyết định tự up. Đúng rồi, tự up một khẩu AK không có bom. 3.700 tiền là số lượng tiền tròn của Triss. Và bây giờ thì các thành viên của bên phía team Liquid trong một round thi đấu mà một mình Triss up AK và 4 thành viên còn lại có cho mình 3 khẩu Deagle và Eco trắng hoàn toàn đến từ Nafly, up lên 2 khẩu bom để có thể hỗ trợ cho những người đồng đội của mình. Nitro và cả Elite đang muốn bò lầu.
Một round thi đấu đội cơ bản đến từ các thành viên của bên phía team Fate thôi. Và ý đồ của bên phía team Liquid là có vẻ như họ đang muốn đánh ra cùng Bonsai A. Bắt đầu là những tướng trả nết rất khó chịu của Faceplan. Và với lượng smoke hiện tại thì nó đủ để cho bên phía của team Liquid set bài của cục Bonsai. Guardian và Neo đang bắn lùi hơi sâu vào trong cục Bonsai. Và nó khiến cho Faceplan có khá là ít thông tin và bắt buộc cục Bonsai họ phải trả đồ ra là sớm. Giờ thì Liquid chờ xem, không cần phải làm gì cả, Faceplan tự trả đồ ra. Rồi chuẩn bị có một điều tràn lên mid rồi, mình nghĩ là như vậy. Bên phía của Liquid giờ thì vẫn sẽ là điều uống hầu mid. Bắt đầu convert để ném smoke rồi. Bài smoke cắt pit nha. Đúng rồi, đây là một bài smoke cơ bản để có thể di chuyển ở bom side A. Và sẽ vào ở hai người từ khu vực Axe. Bây giờ thì dồn hết ra Axe rồi. Sẽ là di chuyển hết hoàn toàn đội hình của mình với ba người Axe, một người đi lầu và một người sẽ đi boiler. Và vị trí hiện tại thì Nitro nằm số vào lob, Cheat đổi mạng rất nhanh ở đây. Pico trắng hoàn toàn và Cheat có được mình double kill, triple kill dành cho vị trí của Cheat rồi. Một khẩu AK, một clear hoàn toàn của bom sai hay đến từ cái viện Liquid. Xa vé clan thôi, xa vé thôi. Chào cuộc. Vâng, một round thi đấu mà gần như là toàn bộ đội hình của team Liquid họ eco và chỉ có duy nhất một khẩu AK của Cheat đã làm hoàn toàn. Giờ thì free M4 là đây. Ôi, ngọt nước súng ống các kiểu, ấm quá cơ. Guardian đang muốn bắt súng bên phía của Liquid nhưng nó có cái ý nghĩa gì đây khi mà đây là round thắng của Liquid, mà dù có bắt được súng thì round sau nó vẫn cứ là full bài một cách thoải mái mà thôi. Bây giờ thì Guardian rồi không được rồi, nạp bắn quá tốt. Nhưng thật ra thì vừa rồi Nam không có giáp, Guardian bắn trượt hết. Vâng, nếu như UMP mà bắn dính với không giáp thì lượng máu chắc chắn sẽ là đau rồi. Và sẽ phải cảm ơn người đồng đội của mình, CheatZZ. Vâng, đây, chúng ta sẽ xem lại bắn cực kỳ tín. Cực kỳ tín đến từ cái của CheatZZ. Ôi, ba cái mặt. Dã màn, một băng đạn nhưng là cứ bớt là mặt thôi. Bên phía của team Liquid full buy, một M4, 2 AK và cũng như là lượng súng loot được bên phía team Faceclan. Có lẽ là Fate. Lại một lần nữa chúng ta sẽ lại quay trở lại với cái tên đó chính là Faze, nhưng mà chữ Z là thay bằng chữ D. Đấy, đó là Fate Clan. Faded. Faded. Giờ thì bắn stack 3 B. Nhưng đây là một round thi đấu gần như cô trắng. Neo muốn đẩy ra, Neo vừa cấu được một chút máu Stewie rồi. Flat bắt đầu được ném ra và Elite là người được giao lại một khẩu M4. Olof đang muốn đi xích chó, nhưng đây là một góc kê rất cẩn thận của Tweet khi anh biết rằng round thi đấu này Faceclan không có tiền. Không có tiền nên rất dễ để cải thiện số lượng frag. Olof Monster vẫn đang muốn nhà, và tầm này thì đang muốn xích đi vị trí của Tweet ZZ. Nhưng không biết rằng ai sẽ trì hơn ai đây. Rất nhiều tiếng tạo ra cũng mít rồi. Napfly có cho mình mạng của Nico. Một tiếng móc máy đến từ Olof. Không check khu vực cửa phòng đầu lầu. Giờ thì Olof đang muốn xuống. Đây rồi, info là có rồi. Olof Mercer headshot đến vị trí của Napfly, chứ còn nằm xuống bởi Stewie. Neo hạ gục được Stewie chú cẩy đây. Và giờ thì sấy lôi đến từ vị trí của Neo. Twist lại là người có double kill rồi. Và bây giờ thì có lẽ sẽ là triple kill, 17 HP. Vâng, lùi rồi, sủi rồi. Có mỗi khẩu DE thôi mà. Nhưng với khẩu DE này thì có lẽ nó sẽ hỗ trợ trong round thi đấu sau rồi. À cần. Chắc rất chắn. À cần tới từ Guardian. 2-1 rồi. Round thi đấu tiếp theo thì Faceclan sẽ là eco trắng mà thôi. Nếu như với khẩu rớt được rồi mà muốn chơi láo thì All of Master nên là lùi hẳn sâu xuống dưới cái gần chân cầu thang ấy. Bắn lưu ạ. Đây rồi, muốn đi bắt súng rồi. Nhưng khó đấy, tầm này là khó đấy anh ơi. Bây giờ thì Guardian vẫn đang muốn chạy đi. 4 HP còn lại thì lối đi nào cho Guardian đây? Nicho đã kề sẵn lên với một khẩu AK rồi. Vậy là bị xếp súng rất an toàn tới được Guardian. Eco trắng hoàn toàn trong round sau hay sẽ là một round thi đấu hấp bay. Họ đã thua, họ thua 2-3 round rồi. Như vậy thì lượng tiền vẫn chưa là được cộng nhiều. Round sau thì được cộng 3.400 tiền. H3 vẫn sẽ là một quyết định hợp lý. All of Mercer cũng đang có tiền ở đây. Như vậy thì quyết định sẽ là eco trắng hoàn toàn đến từ Faceclan. Và All of Mercer có thể sẽ up off cho người đồng đội của mình trong round sau.
vẫn sẽ là tình huống di chuyển chia đội hình của mình ra để chiếm map đến từ team Liquid. Napfly sẽ là người bắn off chính bên phía T-side. Vẫn là một đội hình default tới từ Fake Clan mà thôi. Lửa đường về nó đã khiến cho quả smoke được trả ra của Nèo trở nên là vô nghĩa. Ở giờ thì Fake Clan đang bắn với 3B, Olof vừa có nhưng đẩy lầu nha. Và giờ thì biết được rất nhiều thông tin cho Fake Clan, nhưng 3B liệu là có đủ hay không? Vâng, bắt đầu có flash ra, sai tham minh tới Skui nhưng Wave chỉ đổi được một mà thôi. Elite có double kill nhưng cái Napfly hạ gục đi vị trí của Nèo. Bom sai B giờ thì cũng đã cờ lìa rồi và vị trí đang rotate về đó chính là Nico. Nhưng Nico ở đây, All of Monster thì đang ở đằng sau lưng. Và số sẽ chắc chắn là 3-1 dành cho bên phía của team Liquid rồi. Yếu máu luôn, chạy đi đâu. 23 máu, vẫn quyết định xếp mạng cho mình, không cho đối phương ăn mạng. Nitro vẫn chưa được làm gì cả, nhưng một mình Trish đã có cho mình được đến 8 frag rồi. Bây giờ thì con số 9 có thể sẽ dành cho vị trí của Trish đây. Đây rồi, Nico đã lộ vị trí của mình. Nhà rất khó chịu, ôi thôi anh ơi. Đây rồi, nhưng mà Napfly bắn cực kỳ tín. Xích với chúng tôi à, tuần này thì có 10 con Exciter xếp hàng ở đây. Cộng vào thành một con Z1000, may ra Phi mới có thể xích được. Lạnh như tiền rồi. 3-1 rồi. Giờ thì Fake Land full buy và đó là một khẩu AWP dành cho Guardian. Bên phía của Liquid thì Nap vẫn có AWP từ round đấu trước mà thôi. Các bạn chờ xem những đường control map cơ bản. Vẫn là một đường cầu tới từ Fake Land. Và một đội bắn B đó là Guardian và Neo. Nên được ném ra nhưng đây là một góc kề khá khó chịu. Flash quá tốt và bây giờ thì Fake Land Guardian vẫn kịp thời biop về. Và đó thật ra cũng là một pha bắn không quá tốt của Elite. Các thành viên của bên phía team Liquid giờ thì đội hình của họ đang rotate về khu vực bom site A. Một đội hình default của Fake Land. Wow, Nitro cũng nhận là có con M9 lo đẹp thật. Tôi cũng có bạn ạ, nhưng mà tôi lại đang bị hold Steam, tôi vẫn chưa rút về được. Wow, tiếc nhá. Ngày 17 thì chắc chắn là sẽ có một con M9 lo về tay. Được không ạ? Lúc ấy vào mấy năm anh em cứ cần, chỉ cần chấm được lọ, chấm tan được lọ thôi. Vâng, và bây giờ thì bên phía con team Liquid đang set bài vào khu bom sai à. Một bài smoke cơ bản cắt mid. Wow, smoke kín luôn. Bây giờ thì sẽ là tình huống mà Rain cần phải di chuyển cách hợp lý hơn. Flat rất trắng. All of Monster có cho mình mạng của Nitro. Sủi về pit thôi, nhưng bây giờ thì trip. Vâng, đó là Steam Wichu gây có mạng rồi. All of Monster. Vâng, bây giờ thì các thành viên của bên phía team Liquid còn đó là 3 thành viên ở đây. Nhưng một mình vị trí của đó là Neo đang cần phải cố gắng hơn. Và cả Rain ở đây vẫn chưa lộ vị trí của mình. Và Rain headshot thêm cả Stewie. 2-3 rồi. Bộ đôi của team Liquid bây giờ thì bắn trượt đến từ Napfly. Elite cần phải cover. Lửa góc tối rất khó chịu. Và một mình Napfly một đầu ai. Ôi thôi anh ơi, bắn off từ này thì hỏng hết rồi. Rút khẩu lục ra. Câu nói mà rất quen thuộc. Vẫn là một góc đặt bom này, vẫn là một câu chữ ấy, vẫn là khẩu op ấy, nhưng chỉ khác là có vẻ như Napfly không có Deagle. Vâng, những điều bắn op trượt liên tiếp của Napfly. Tôi nói vừa rồi sự thiếu cẩn thận của Stewie, anh không check hết pin rất đèn. Rồi Liquid đều thua trong một round thi đấu mà họ đã có rất nhiều những lợi thế. Công nhận anh em vẫn nhớ cái câu nói đó. Cường thì mình ơi, bóng bạn thì rút cầu lúc ra. Vâng, giờ thì bên phía của team Liquid đây là một tình huống muốn on fire Guardian rồi. Phát hiện ra được một player khu vực đầu gỗ, cần phải có một tình huống stack net, nhưng mà ở khu bom site B hiện giờ thì không có net trên người. Đây sẽ là một tình huống mà Guardian chủ động muốn bắn cường skill góc Fallen rồi. Góc đứng quen thuộc của Fallen ở đây. Nico và Olof thì đang kẹp đôi lầu. Các thành viên ở bên phía team Liquid họ vẫn đang muốn đánh dần vào khu bom site A. Sẽ cùng chờ đợi xem. Nitro! Olof hết shot rất nhanh và Trish đổi được mạng Olof. Double kill cho vị trí Trish rồi. Nhưng Nico là người kết thúc đi Trish đưa về đúng 3v3. Bom site A có lẽ sẽ phải cố gắng hơn. Hơi tham tới được nhiều tweet từ nhiều vừa rồi. Giờ thì trong A chỉ còn một người thôi, nhưng đây là một quả smoke one way dành cho Nico.
Còn công nhìn thấy rồi, Elite chưa đổi được mạng, Nico còn lại 45 HP. Và giờ thì toàn bộ đình của Elite đang muốn đẩy xuống để bắt Nico. Và đó là một pha headshot tới từ Elite. Bom xe hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Liquid. Và Guardian chỉ còn lại 19 HP. Đây có lẽ sẽ là một round thắng thôi, khi mà bộ đôi còn lại của Bom xe B đang muốn xếp súng rồi. Tỷ số bây giờ sẽ là 4-2 dành cho bên phía của team Liquid. Map thi đấu Inferno này là một map thi đấu mà team Liquid họ triển khai bài đánh rất rõ ràng, và cũng như đội bắn skill cũng là tốt. Và với Fate Clan thì có lẽ là những loại thi đấu này, những loại thi đấu chúng ta kiểu đánh giá là những loại thi đấu mà Fate Clan được cộng danh dự. Ngày xưa thì cái khoảng thời gian mà Fate Clan bắn rất kinh ở cái map này, đó là một cái khoảng thời gian mà Guardian, Rain và cả Nico có phong độ rất cao, đặc biệt là khẩu ọp của Guardian. Nó có cái hiệu số tỷ lệ chính xác trong những tình huống flick cũng như là tầm nhìn rộng. Nó đã khiến cho Fangland có một khoảng thời gian bắn ở Infer là rất ghê. Nhưng thời gian gần đây thì với việc mà toàn bộ phong độ của các player đi xuống thì giờ đây Fangland bắn map nào cũng thế thôi. Đúng rồi. Tôi vẫn nhớ cái quãng thời gian ngày xưa, cái thời kỳ đỉnh cao của Fate Clan. Tôi nghĩ rằng là Fate Clan là team mà tôi kiểu rất là hâm mộ. Đúng là ngô hâm mộ Fate Clan thì cũng có ý thôi. Bây giờ thì tại vì là cái chất lượng của các team nó lên cao hơn, nó khiến cho Fate Clan bị cần một cái cuộc thay máu giống như là team Cloud9. Giữ lại có Nico, giữ lại Rain đời đầu, giữ lại Guardian cũng được. Hai player còn lại cộng câu Zera, cộng thêm ai nữa, nó sẽ là một cái đội hình khá là mạnh. Trừ Guardian lại cộng Simple vào, Guardian về Na'Vi bắn, wow. Simple sang Fate Clan. Cảm giác đội hình siêu sao nữa. Được không ạ? Chuẩn luôn. Nico này, Kozera này, Simple này, wow. Zaiwu này. Wow. Với cả là ai nữa nhỉ? Thêm một con quái vật nữa là ai được nhỉ? Cheat ZZ nhưng mà chắc là khó. Tầm này mà để mà lật đổ Astralis chắc đầm phải đội đấy thật. Ừ, đúng rồi. À, lật đổ Liquid nhầm. Astralis bây giờ cũng thế đúng không? Không cần lật cũng tự đổ rồi bạn. Mang X-Boy thậm chí thì cũng đã đi rồi. Chúng ta sẽ quay trở lại với trận thi đấu này. 4-2 dành cho bên phía của team Liquid. Đây là round thi đấu thứ 7. Một round thi đấu mà bên phía Fate Clan hoặc Eco họ giữ được hai khẩu súng trong round thi đấu vừa rồi. Thì vị trí của Guardian cũng như là Neo sẽ là những người phải bắn tốt. Chúng ta sẽ xem là Neo đang muốn đẩy láo second mid rồi. Liệu rằng đã lộ vị trí của mình hay chưa? Nhưng đây sau một tình huống mà Neo báo rất nhiều info, nhưng Nafly đang kể của team 7 lo nhòm ngó với chúng tôi này. Neo à, đẩy mid à, đẩy nữa đấy. Xong khi mà Guardian lại còn thí luôn đồng đội của mình luôn, không cần phải kê. Và đẩy lên khu vực mid quá láo và mất đi cho mình khẩu súng tỏ. Bên phía của team Fake Clan chắc chắn họ sẽ thua trong round thi đấu này rồi. Tỷ số sẽ là 5-2 để cho bên phía của team Liquid. Rất dễ dàng. Một trận thi đấu chung kết. Và đây cũng là một trận mà tôi nghĩ rằng là Liquid sẽ được trao cúp sớm thôi. Fake Clan hốt nhẹ cái giải mười mấy nghìn là ok lắm rồi. Giờ thì đây nó cũng không khác gì một Ravico trắng cả. Toàn bộ đình của Fake Clan đang bách về bom site A. Tuy nhiên thì vừa rồi là một điều fake mà thôi. Set bài một lần, nó thì ném lại lần hai, đấy là Liquid. Và toàn bộ đình của Fake Clan đã bị lừa. Nhưng thật ra thì đây cũng là một round gần như cố trắng và nó cũng không có quá nhiều cơ hội cho Fake Clan nếu như họ stack ở cục bóng sai bề. Tiếp tục sẽ là một tình huống đi xếp off và vị trí thủ của T-B của Twist sẽ không để cho đối phương nhặt khẩu F4 này. 5-2 dành cho bên phía của team Liquid. Và nếu như Fake Clan thua trong trận đấu chung kết này thì họ sẽ có ra về và có cho mình phần thưởng đó chính là 50.000 đô la Mỹ. Như vậy thì mỗi người 10.000 nó cũng ấm rồi. Đi bắn giải vui vui vào được chung kết, hái nhẹ cái giải nhì. Lâu lắm rồi mới được bắn giải vào được chung kết thì thôi, một cái giải nhì nó cũng đã là quá ấm rồi cho Fate Clan. Còn đó thì Liquid thì thôi. Thời gian gần đây họ cầy tiền sắp trở thành triệu phú hết rồi. Toàn những triệu phú thôi. Thời gian gần đây thì Liquid từ từ nhé, để tôi xem nào. Liquid ăn bao nhiêu cái giải rồi. Sơ sơ ra thì cái này là cái thứ 5 của năm nay đấy bạn. Đây, 5 cái và 2019 vô địch EM Sydney các thứ. Uầy, 2019 nhiều lắm bạn ơi. Season 8 kia là năm ngoái rồi đúng không? Đây, một, tính từ đây 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 cái giải trong 2019. Mà toàn nhất với nhì thôi. Toàn nhất chứ. Đây 100.000 này. 150.000 này. 200.000 này. 300.000 này. Gọi là 350 đi. 350. 450. 700. 700. 700. 820 gọi là 700 gọi 800 đi đấy lại lẻ mà 800.000 đô cộng với 1 triệu Grand Slam là 1.8 với cả giải này 1 triệu nữa là 1.9. 1.9 đô vãi cả trưởng ạ. Vâng, như vậy thì là triệu phú là gì nữa đúng không? Sơ sơ có 1 năm thành triệu phú luôn. Bây giờ thì quay trở lại với trận thi đấu này, 5-2 dành cho team Liquid và đây là full buy, như vậy thì tham minh của Guardian là tốt hơn. Vâng, em lên chuối luôn. Nào, thêm một tình huống nhỏ ngó nữa mà rất may là Guardian chỉ yếu thôi. Và giờ thì các thành viên của bên phía team Liquid họ đang muốn dồn để chiếm lại cùng Banana, chỉ có duy nhất vị trí của Guardian đang solo B và Neo đang quay trở lại rất nhanh cùng bombsite B để hỗ trợ cho đồng đội của mình. Và Fate Clan quay trở về với đội hình default rồi. Tỷ số bây giờ thì đang là 5-2 và tôi nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để Fate Clan nâng tỷ số lên là 3-5 để cho Fate. Nhưng đó cũng chỉ là trong giả thuyết thôi, tôi cũng đang chờ đợi rằng là họ có thể làm được cái giả thuyết vừa rồi. Mặc dù đang có lợi thế về người nhưng vâng, Nico bắn tốt một mạng cho Nico. Nhưng bây giờ thì Nitro đổi thành công. Thằng mình hơi tệ đấy từ nãy Nico. Và giờ thì hai player còn lại trong vụ bom xe A đó là Olof và Rain đang có những điều bắn chéo trong vụ bom xài. Và sẽ được bom ra để tuyên tăng. Vâng, còn thằng mình tốt nhưng Nitro cầm bom vào, nhầm vào. Vâng, đây rồi, bắn trượt tới Stewie. Tiếp tục làm điều bắn trượt nữa, và giờ Stewie hết tạm rồi. Vâng, rất may mắn cái lượng máu của Guardian là 13. Nhưng vừa rồi thì tham là không đủ. Và vị trí của Guardian chỉ việc sủi rồi, không có tham. Như vậy thì biên đội Avenger Liquid đã thua trong round thi đấu vừa rồi. Vâng, chúng ta đi kiểu phân Chuyết ZZ là kiểu Iron Man, Nitro là Captain American, Napfly cho là Black Widow, Stevie 2K là thành kiểu gì Spider-Man đúng không? Trẻ trâu, trẻ trâu. Round thi đấu thứ 9 tỷ số đang là 5-3. Fake Clan họ đã giành chiến thắng trong round thi đấu vừa rồi. Đây sẽ là một round thi đấu họ muốn chiếm chuối lại. Đúng là như những gì chúng ta đang thấy thì Fate Clan họ đang muốn tận dụng cái khả năng của mình ở bên phía CD side. Vẫn là một góc cường skill, Guardian đang chủ động lùi về City. Set bài cũng bom sai B đến từ bên phía team Liquid. Giờ thì sẽ là full bài B. Flash vừa rồi là không tốt và Guardian vẫn đang có tầm nhìn. Smoke trả ra ngay và nó sẽ khiến cho team Liquid phải giữ đội hình của mình chắc chắn. Cái khoảng thời gian đầu này là cái khoảng thời gian mà cả hai bên đều còn rất nhiều bom. Nhưng giờ thì cả Guardian lẫn Neo hết sạch đồ rồi. Và làm sao để đáp được đây? Sẽ đẩy về toàn bộ những nhóm đấu skill. Guardian có một off kê thẳng. Chắc chắn là những quả flash sẽ khiến Guardian không thể bắn được. Tôi nói mà Guardian vẫn có một mạng như nằm xuống bề elite. Không chạy các bút, Neo đổi một. Nhưng bây giờ thì Neo không được rồi. Nitro đổi mạng quá nhanh. 3v3. Nhưng nên nhớ đây là một quả đập bom xấu. Và chắc chắn phải dồn đôi của mình ra để đổi mạng nhanh hơn. Đổ đôi các thành viên bên phía team Liquid ở chuối với Napfly có double kill rồi. Olof Master phải đối đầu với Chuyết ZZ và cả Napfly ở đây. Vâng, giờ thì Olof có thể làm được gì hay không? Đằng nào thì cũng lộ vị trí rồi. Đổi cho mình một khẩu M4 bắn cho nó cơ bó cần. Tham minh của ai sẽ chuẩn hơn. Và giờ thì Napfly bị headshot với Olof. Chắc bom sai đang là Chuyết. Tôi nghĩ rằng Olof biết điều này, Olof không check góc đó và Chuyết là người clutch thành công. Tỷ số là 6-3 dành cho thành viên của bên phía team Liquid. Nice try Olof Meister. Mình retake hơi tệ. Cả Nico Rain đi chuyển vào nhờ một tiếng pop flash của Olof. Nhưng đó là những tình huống mà bên phía của Liquid họ bắn chéo còn tốt hơn. Chính xác rồi. Thậm chí Napfly cũng bị nháy màn hình nhưng mà sấy nó cũng là cực kỳ tín. Nó khiến cho tình huống đó thì Fate Clan họ không còn cơ hội nữa. Cũng không thể trách Olof được vì đã support rất nhiệt tình rồi. Buff flash là cực kỳ chuẩn rồi. Vâng, có vẻ như Nico đang hơi khó chịu. Chúng ta thấy là ăn quả flash cái nhăn luôn. Nhăn. Khó luôn chứ còn chịu nữa gì. 6-3 rồi, khoảng cách đang là 3 round và rất có thể sẽ được nâng lên 4. Khi mà đây là một round thi đấu mà Fate Clan Eco trắng và Liquid thì thôi. Tôi rất ít khi thấy Liquid thua được trong Bravico. Lại một Nido đi xích rồi.
đấy, đấy, đứng hẳn sát bên phía tay phải đợi đi. Đây đây, là thôi thôi, đứng góc này thì thôi anh ơi. Nhìn thấy rồi. Kinh nghiệm bắn rút thế này thì làm sao được. Đây phải hỏi Bentor. Đúng rồi, phải học ngay một khóa của Bentor ngay. Bentor cần phải sang dạy ngay Fake Clan một khóa đi xích chó bằng rút. Giờ thì bên phía của team Liquid bom side B clear rồi, bỏ chạy luôn. Thì tầm này thì trong side không có ai đâu. Vâng, chúng ta sẽ xem trong hướng này các thành viên của bên phía team Liquid. Một quả flash ở mid kiến cho đội hình của Fake Clan. Bối rối hơn, đẩy mid rồi, cả bốn người đẩy mid rồi. Ai sẽ là người kê chuối đây? Bút nhau lên, có thể kê lại cùng CT. Và giờ thì Napfly có một góc kê cao cực kỳ đẹp, chủ động đẩy ra trước đến từ Triss. Thôi anh ơi, nhưng mà Triss vẫn headshot đi vị trí của Rain. Thật sự đi, bắn là cực kỳ to. Vâng, tay là cực kỳ to đến từ vị trí của Triss nữa. Vâng, ba người đẩy ra Napfly, một mạng cho Nap rồi. Triss đang over, thêm một mạng nữa dành cho Triss. Và giờ thì còn đó thì chúng ta liền bắn cực kỳ ghê gớm với khẩu USB của mình. Không có cơ hội nữa rồi. 7-3 dành cho đội viên của bên phía team Liquid. 7-3 full bài tiếp theo dành cho Fake Clan, nhưng họ đang để thua hơi sâu, hơi toang một chút. Đó, chúng ta cùng xem lại những cái đấu skill vừa rồi. Hai team thì đã có được cho mình 2-3. Giờ thì Paul tactic rồi và Yanko đang phân tích khá nhiều. Lại cùng chờ xem liệu nó có thay đổi được gì dành cho Fake Clan hay không đây. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy Liquid họ bị loại. Chứ không còn là những kiểu đã lâu lắm rồi chưa thấy team này vô địch. Sẽ cùng đến với round thi đấu thứ 11 và tỷ số hiện giờ đang là 7-3 dành cho team Liquid. Nói rằng là cái chỉ số của team Liquid đang kiểu không đếm nổi. Còn với Fake Clan chỉ có vài dòng thôi. Không sợ rồi. Trao giải trước luôn hả bạn? Dòng đầu tiên là Blood Bowl. À, đấy, chuẩn bị thăng 1 nè. Vâng, và giờ thì trong round thi đấu này, full buy và Fake Clan, đây là một key round. Và nếu như họ thua key round này thì khoảng cách ở bên phía T-side nó lại là càng xa hơn. Bắn CT-side như thế này thì chắc chắn là sang CT-side, team Liquid sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Và giờ thì luồng check cực kỳ tốt của Nitro. Đúng rất đáng tiếc là chỉ đổi được một mà thôi. Oh, Lockbuster có nhưng được đắp một kiểu của middle rồi. Thì spam xong rồi mất của chúng tôi à. Tweet ZZ đang bắn hơn skill và All of Buster có triple kill rồi. Vâng, bây giờ thì All of nhặt cho mình một khẩu AK khá là hợp lý ở đây. Nhưng với tình huống trả smoke này thì bên phía của đối phương sẽ có thể nhặt được. All of Buster có qua ra kill, một cái ace. Bây giờ thì All of có vị trí để có thể có ace ở đây rồi. All of ơi, và giờ thì All of đang muốn đẩy qua smoke. Nhưng không phải là ace dành cho All of Buster. Nếu có mạng và round thắng tiếp theo dành cho bên phía của team Fake Clan, họ vẫn sẽ có thể bài được trong round thiếu tiếp theo. Thử vào nhìn nhóm. Có vẻ như một bản phóng. Một bản vẫn là rất tốt của All of. Và chỉ quả sẽ có thể đạt được một tiếng cười một tí. Rút ngắn được khoảng cách xuống là 3 round rồi. Và giờ thì sẽ thi đấu với hai off bên phía City Side. Người bắt off phụ sẽ là Nico. Nói chung thì ở đội hình phải ngoài 4B round này để chiếm chuối luôn. Nhưng có chiếm được hay không? Đây, lửa ném ra liên tiếp. Stewie không muốn dành cho Fake Clan cái khu vực chuối này. Thật sự thì với một cái trận đấu như thế này thì Fake Clan họ cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Rồi là Stewie đã chủ động lên láo và flash trước đó của bên team Liquid có vẻ như là không hiệu quả. Góc đứng của Guardian nó cũng hơi khó chịu một chút. Lợi thế vẫn đang là hơn người rồi. Và Fake Clan sẽ có đồ sách về khu vực Mentos đến từ bộ đội bonsai B. Còn với bonsai A họ nên cần phải bắn tốt hơn. Hãy bắn tốt giống như cách mà All of Monster đã làm trong round thi đấu vừa rồi. Nico trắng. Vâng, báo ngay cho người anh của mình hộ giá cứu em. Vâng, bây giờ thì sẽ có một tình huống cứu đến từ All of Monster. Smoke đã được che ra ách rồi. Câu trả lời đến từ thành viên của Fake Clan trong round thi đấu này sẽ là gì? Và team Liquid họ đang muốn dồn đội của mình về cũng bom sai B ở. Với 4 thành viên còn lại thì nên có một cái pha smoke rõ ràng. Thời gian là 40 giây. Nó cũng sẽ đủ để cho team Liquid vào bài. Nhưng ở bom sai B nên nhớ rằng là bộ đội bom sai B vẫn còn smoke và còn flash ở đây. Họ nên nhanh chóng hơn trong tình huống trả bài của mình. Đã có smoke ném vào rồi. Bằng smoke đến từ các thành viên của bên phía team Liquid. Vị trí của Neo không dính lửa. Neo có mạng rồi nhưng bây giờ quả lửa mới đốt chết đi vị trí của Neo.
Vâng, một quả lửa mà nó sẽ hơi mất thời gian một chút. Guardian đang trốn trong góc tối. Một tình huống đi check góc. Vâng, flick cực to đến từ Guardian và rain cover cho người đồng đội của mình là hay. 5-7 dành cho Face Clan. Rất nhanh chóng trong một round thi đấu vào bề. Và Face Clan họ đã thành công. Cái tình huống boost Mentos vừa rồi bởi quả lửa Mentos thì mất phải 3-4 giây thì may ra mới cháy lên trên cao. Vâng, tận dụng lợi thế bên phía CD side khá tốt. Nhưng giờ thì Liquid vẫn full bài nha. Vẫn cứ là một round full bài dành cho Liquid mà thôi. Cơ hội đang mở ra cho FaZe Clan mà điều này. Janko ngày hôm nay hơi mệt mỏi nhỉ. Ông Liquid này đi cứ kiểu vặn lưng vặn tay ung dung tự tại đúng không? Nghe thôi nó đã thấy nhẹ nhàng rồi. Biết trước kết quả đúng không? Vào đến chung kết là biết trước kết quả. Không căng thẳng là mấy. Có khi chưa bắn nó biết rồi bạn. Từ lúc mà nó đăng ký giải. Giải này là Liquid được invite thẳng trực tiếp mà. Chính ra tôi nghĩ là Liquid đang vô địch nhiều này thôi. Ấy hết. Không mời mà bắn giải lại mấy cái giải gần nữa. Giống kiểu đợt Archalit ban hết. Ban. Không cho bắn. Phải ban luôn. Bắn nhiều có thành hốt giải. Rồi đẩy Second Mid rồi. Nhưng mà Rain chỉ headshot được Elite thôi. Và ngay sau đó thì có thêm cả vị trí của Nico cũng middle. Có vẻ như Face Clan họ đang bắt đầu bắn láo hơn rất nhiều rồi. Janko đang có sự thay đổi trong bài đánh của mình. Đầy rồi, nhưng mà Guardian lại vẫn trượt. Và một tình huống mà Stewie trung cầy. Đúng là săn được smoke cũng là phải khác đúng không? Vâng, Stewie sẽ trả ra quả smoke vào cùng City. Và theo tâm mình thì Neo có ra hay không đây? Đây là một tình huống trả smoke khá là khó chịu. Nhưng với tình huống hiện giờ thì Neo phải đợi những người đồng đội của mình rotate trở về. 3v3 trong cuộc đấu súng này. Và các thành viên ở bên phía Team Liquid họ đã chiếm được cú bóng xanh B rồi. Rico đang muốn băng lửa qua luôn. Vlad đâu? Không, nó Vlad và Nico. No scope được vị trí của Nitro. Đầu tròn vẫn đang có người. Và ở chuối đang là vị trí của Stewie 2K. Stewie đang có op. Và các thành viên của bên phía Team Face Clan họ vẫn còn smoke. Vâng, họ còn đến 2 quả smoker. Một quả smoke đã được ném ra cùng đầu chuối rồi. Và rồi Stewie cần phải có pha xử lý hợp lý hơn. Timing là tốt đến từ Triss. Vâng, thêm một lần nữa Stewie đã đẩy vào rồi. Bắn yếu luôn cả Nico và tôi xong rồi. Một mình Triss quẩy tất trong round thi đấu này. Tỷ số bây giờ đã là rất lớn dành cho các thành viên của bên phía Team Liquid rồi. Face Clan đang ngày càng trở nên xấu hơn. Khó khăn dành cho Face Clan rất nhiều. 8 năm dành cho Team Liquid. Và trong round thi đấu vừa rồi, Triss đã có mình tổng cộng là triple kill. Chính xác hơn là quadra kill trong round thi đấu vừa rồi. 4 mạng dành cho Triss, 20 frag. Trong khi toàn bộ những player còn lại còn chưa ai lên được con số 10. Triss đang hủy diệt toàn toàn các thành viên của Face Clan. Giờ thì lại là một round hack bài nữa rồi. Đẩy lầu ư. Tuyết có cho mình cái mạng thứ 22. Và bây giờ thì còn 23, thí sinh thứ 23. 22 frag trong một trận, 21 frag trong một trận thi đấu. Mà các thành viên còn lại thì 6, 5, 6, 8. Chúng ta thấy rằng là Phong đang là đẹp. Sit the fuck down. Đúng rồi, ngày trước thì Stevie có một câu nói gáy khá là to, đúng rồi. Trẻ trâu bây giờ nó cũng khác đúng không ạ? Trong round thi đấu này, Face Clan họ chỉ eco thôi. Bây giờ thì Team Liquid họ sẽ có cho mình round thắng thứ 9. Triss có 22 frag rồi. Có vẻ như đây sẽ là cái cuộc chiến mà đếm frag của Triss chứ không phải là đếm tỷ số thắng của Team Liquid nữa rồi. Stevie có mạng của Guardian. Neo cũng đang được boost lên trên khu vực thùng cao. Và giờ thì All of Monster hơi đơn độc ở khu bom sai A. Nhảy. Ui, mồm ngay. Nhưng đó chỉ là một tình huống cải thiện thêm một frag thôi. Triss có cho mình 23 frag trong trận thi đấu này. Và giờ thì tỷ số sẽ là 9-5. Một mình Neo sẽ xử lý như thế nào với khẩu P50 của mình? Xem thôi chứ quay lại bom A làm gì anh ơi. Tầm này thì không có cơ hội đâu. Có vẻ như là fake tiếng để cho Stewie đẩy vào CT bắt súng. Mỗi tội là Steel tỏ ra là rất trì. Vâng, đúng là đàn gảy tai trâu mà. Nghe thấy cái gì đâu, không sao. Mạng thứ 24 dành cho Tuyết. Đàn kêu tích tích từng tang. Nhưng mà lại không có anh em Navi để vào hang đi nào. Chứng. Vâng, chúng ta có 4 subscriber.
4 subscriber là như vậy, subscribe như là cũng mất khoảng tầm 5 đô thì phải, nếu tôi nhớ là 5 đô hay 6 đô, 5 đô một tháng thì phải. Ừ. Nhưng mà hình như là subscribe thì bạn mới sử dụng được thêm mấy cái icon riêng đúng không? Kiểu là Ben 10 các thứ là dùng được nếu cho các bạn subscribe. Nhưng mà thôi anh em đừng tất nhiên là đừng subscribe vào kênh Pit, hay subscribe kênh YouTube. Donate thẳng vào. Donate thẳng vào cái phần mô tả ở dưới anh em nhá, có sẵn. Vâng, và giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi để đến với round thi đấu cuối cùng của First Half. Tỷ số đang là 9-5 và trong round thi đấu này thì có đến hai học của First Squad. Nico, trận thi đấu này thì thật sự rằng là một mình All of Monster đang là người có cho mình hai chữ số trong cái frag. Còn lại thì đều chỉ là một chữ số thôi. Vâng, bom sai B vẫn đang có hai player và rồi thì đẩy cho dọc mình qua smoke, đẩy đi anh ơi. Vâng, đó là một tình huống mà vị trí một lên đẩy nó hơi bất hợp lý một chút. All of Monster headshot đến bây giờ Stewie rồi, thật sự là khó khăn. 4-4 lại là một nhóm chàng anh nữa. Nico bị bắn yếu nhưng anh vẫn có được mạng của Nitro. Và giờ thì Neo đang bách về để hỗ trợ Olof, có double kill nhưng khi nằm xuống bảy tuyết và dần tiếng được đưa về là 2v3. Bom đặt pit ở kín và bây giờ thì Nico có mình triple kill rồi. Nam 1v3, một lửa duy nhất tới thì Nam lâu chuẩn bị đẩy ra sẽ là một pha tam minh và đó là mạng dành cho Guardian. 6-9 dành cho team của First Clan và đây là một tỷ số sang bên phía T-side. Nếu như bài đánh triển khai tấn công tốt thì các thành viên của First Clan họ có thể comeback được. Vâng, trong tình huống đầu tiên vừa rồi chúng ta thấy được rằng là Rain có một cái pha băng smoke nó cũng là không hợp lý. Rất may là còn Olof. 9-5, 9-6 ở lượt First Half. Một tỷ số mà nó có thể chấp nhận được dành cho First Clan. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong ít phút để đến với cái second half trong map thi đấu thứ hai. Có một sự trùng hợp là Fake Clan và Team Liquid là được lên cái camera nó hơi nhiều. Cái clip feed tổng là toàn Fake Clan và Team Liquid thôi. Hai team ngồi giữa sân khấu, hai team vào chung kết bắn nhau luôn. Nó cũng là khá hợp lý như vậy, kiểu ban tổ chức kiểu tiên đoán trước. Hạch lạo. Ban tổ chức chiến đoán là hai thằng này bắn chung kết trong ngồi cạnh nhau luôn. Đỡ mất công xếp chỗ đúng không? Ngồi từ đầu đến trận, ngồi từ đầu giải đến giờ luôn. Cốt của Liquid không khác gì đi chơi, đi du lịch các bạn. Giờ thì chúng ta sẽ nghỉ trong một ít phút để đến với cả map ở lượt second half. Đang có một quả gọi là Aim Challenge. Map này là map Aim Challenge mới BR. Vẫn còn đây. Chắc là khách mời. Previous on the Aim Challenge in Madrid. Chiếu lại cái Blood Bro Madrid. Cái map này là map mà vẫn còn là Stewie 2K là bot ấy. Bắn là cứ toàn là tên player nổi lên thôi. Nhưng mà cái map này ra bắn nó cũng khá là khó chịu. Còn map này phải giữ đạn cơ, bạn phải one tap. Chỉ có one tap thôi. Nó thống kê cả số lần bắn trượt mà, không phải bắn kém quá. Tôi bắn map này chỉ có khoảng tầm 48 giây là kỷ lục cao nhất thôi. 48 giây. Ông xem bằng Stewie là bắn map này tín cực. Này rồi, bao nhiêu giây? 57 giây. Alex Red đứng đầu, ui 37 giây rồi là. Rex 37 giây. Automatic 39 giây. X7 40 giây. 42 giây nữa. Yanko nói rất nhiều, Adren ngồi uống nước. Được chưa? Không phải nói. Bắn như nào tự ra biết mà bắn. Lớn thì tự lập ấy. Thông tin Magic Boy đi ở đâu thế á? Viking GG có bác bài không nhỉ? Chưa thấy có post mà. Như là Viking GG có up bài sao anh em?
Vâng, và giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với round thi đấu Pistons thứ 2 trong trận thi đấu này. Hiện giờ tỷ số đang là 9-6 nghiêng về bên phía của team Liquid. Và vẫn sẽ làm đuống đi chuối. Và vừa rồi thì All of Headshot is TV. Một mình Napfly đang ở dưới solo B. Nhưng bây giờ thì sẽ có smoke được ném vào. Napfly bắt buộc phải xử lý tốt. Chúng ta sẽ xem Napfly đổi được mấy mạng đây. Còn Flash nhưng no! Spam qua smoke chết ba. Và Napfly cũng không tin được là mình vừa làm được trong tình huống vừa rồi. Dã man con ngàn đến từ Napfly. Và giờ thì rất thoải mái dành cho team Liquid. Họ sẽ tràn vào để cứu quả bom này. Vâng, vào đây, Napfly, Rain, vâng, Purify rất nhiều. Ui, nhảy qua smoke đến từ Nitro, Napfly. Vâng, một cái Acer le le dành cho Napfly. Và mặt quá ghê, vâng, lúc đầu anh làm ma, anh không cười. Mặt anh vẫn lạnh như cứt ngầm. Nhưng khi mà anh A thì anh mới bắt đầu một nụ cười luôn ha. Thế giới vẫn quay, còn tôi vẫn luôn A. Cười rồi, lâu lắm rồi chúng ta mới thấy Nam lại cười nhỉ. Từ cái lúc mà ăn cái quả thỏi vàng Grand Slam lên mới thấy cười. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hồ Quang Nam không cảm xúc. Kết thúc cuộc tình mình sẽ chấm hết, chỉ còn lại mình anh Ace. Đây sẽ là round thi đấu mà bên phía của Fake Clan họ Eco. Và Liquid chắc chắn sẽ có cho mình round thi đấu thứ 11 thôi. 11-6 chắc chắn sẽ đến. Chúng ta sẽ xem là họ sẽ làm gì trong round thi đấu này thôi. 2-0 sẽ là một tỷ số trong round thi đấu này. Tôi nghĩ sẽ là như vậy. Có vẻ như 90% là cơ hội thắng cho team Liquid rồi. 10% còn lại là Fatal của Fake Clan. Game là dễ. Tầm này chắc là gáy luôn được ạ. Chắc là phải gáy luôn thôi. Vâng, giờ thì hốt Eco ui nhưng không nha. Nhưng còn đó là Elite ở đây. Một tiếng spray transfer mang thương hiệu của Elite rồi. Tuy có double kill Nicho. Không phải đó là mạng dành cho vị trí của Elite. Triple kill trong Elite trong round thi đấu này. Và chỉ lắm rót thiếu hốt Eco thôi. Tí tôi phải ra tìm config của Elite mà. 16-10 à, 16-10. Chính xác. Một cuộc thay config. Một cú thay config ngay. Tôi đang dùng config của Dupree. Dupree à? Cũng 16-10. 16-10 1280 x 800 đúng không? Chuẩn luôn bạn ơi. Trước tôi dùng thử nhưng mà nó hơi bờ. Không như là nếu mà không như là 1600 bao nhiêu ấy. 1280 thì hơi mập. Vâng, đây sẽ là round thi đấu full bài. Một key round team Liquid. Họ sẽ có cơ hội nhiều hơn. Giờ thì Neo sẽ trả ra một quả lửa ư. Đội hình của bên phía team Fast Clan họ đang dàn đều ra là đẹp rồi. Một đội hình để có thể set bài full vào trong hộp bom sai. Elite sẽ được sẽ boost người đồng đội của mình lên khu vực chậu hoa ở gần mid. Nitro bây giờ rất thoải mái, lau tay vào luôn. Nhưng tầm này thì đội bạn vào nó còn lâu. Vâng, làm một hụm Red Bull chắc là đội bạn cũng chưa vào. Và bây giờ thì Fake Clan đang có tướng nhỏ ngó đến từ Guardian. Một quả flash trả vào đây thì chắc chắn là vị trí này cần phải check. Nhưng Guardian chưa đoạt ra. Bộ đội ở khu vực Boiler đã có cho mình một mạng rồi. Nhưng bây giờ thì Guardian bắt buộc phải sủi. Vâng, tầm này đó là Mercer đang muốn nhảy xuống pit bắn với chúng tôi này. Ôi, SG553 vào tay Trick thì có khác gì là biếu súng cho MVP đâu. Và giờ thì Napfly có cái đầu của Nico. Một mình Guardian, thêm quả flash ra mid nữa. Nhưng quả flash vừa rồi nó là không hợp lý. Bom đã rơi ở mid rồi. Guardian sẽ nên chọn cho mình một cách, đó chính là xếp súng thôi. Chứ tầm này thì không có gì có thể qua mặt được team Liquid. Đẩy láo đầu lầu rồi và xong. May cho Guardian là không ăn chim đấy, chứ không thì cũng khó. Gặp tôi của đấy là cái chim này. Lâu rồi, đúng không? Chính xác. Stewie cũng bắt đầu những nở nụ cười đầu tiên trên môi. Khổ tân nhan cô. À, ông này chính là ông này vía hơi nặng này bạn này. Về MIBR cái là cũng nát. Về Fake Clan cũng nát. Vía là gọi là hơi nặng. Có lẽ là nên chuyển sang huấn luyện bộ môn LOL. Có cái thông tin nhắc đến game khác thì tôi nhớ là có một thông tin là huấn luyện viên của Cloud9 là ngày trước là huấn luyện viên cho bộ môn Dota thì phải. Ông béo béo đấy á? À? Ông ấy cơ. Ông gầy gầy cơ. Round thi đấu thứ 19.
12-6. Có lẽ vẫn sẽ là Cường under thôi. Tầm này thì Cường over nó hơi khó. Ra trước chẳng may là bàn xí đi sai đúng không? Hơi xa. Một mình vị trí của Twitch trong round thi đấu này đã có 27 frag rồi. Cũng giống như Stewie trong trận trước thôi, 3x frag chứ có ít đâu. Ờ nhỉ, mà bây giờ tôi mới để ý là mấy ông Liquid này từ player đến ông Fat mặt lạnh tanh mà chứ không diễn tả một cái cảm xúc gì. Cả team là hát bài mình không chung dung bão ạ. Hồ Quang Hiếu cay thật, thề luôn, mặt ông nào cũng kiểu tỉnh bơ ấy. Và clean feed đang xoay rồi, có vẻ như do một chút về tín hiệu đường truyền. Và tôi nghĩ là round thi đấu 13 thì ở bên phía của team Liquid thôi. Đây rồi, chúng ta sẽ quay trở lại với tín hiệu đang có. Và vừa rồi thì Elite có một mạng của Neo. Nico vừa rồi thì cũng phải nằm số 10 Nitro. Có vẻ thì chúng ta sẽ phải đổi đường truyền bạn ạ. Đường truyền này nó hơi lag rồi. Ok đó, anh em hãy đợi một chút nhá. Và giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với diễn biến của trận thi đấu này. Đây chỉ là round thi đấu half bye thôi. Và 4 thành viên của bên phía team Faker Clan đã phải nằm xuống rồi. Và cũng như là cả 5 thành viên đều bị hạ gục bởi các thành viên bên phía của team Liquid. Elite có double kill, Nitro có cho mình mạng của Nico. Được rồi bạn ạ, không sao đâu. Nghĩa đổi xin cái cho nó chuyên nghiệp bạn ạ. Anh em chờ bọn mình xíu nhé để mình refresh lại quả clean feed phát. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với kênh đài truyền hình okay. Phát thanh 500 broad megahertz. Đây rồi. Mười ba sáu rồi. Ở giờ thì Faker Clan đang sử dụng những đồng tiền gần như là cuối cùng của mình trong 3 thi đấu này. Round thi đấu thứ 20. Ui. Oh. What the f... Một tình huống Elite vừa có một pha đục từ Boiler, headshot ngay lập tức bị Uren vừa nhảy lên lầu ra. Ui ôi, mình quay lại hết rồi. Elite còn không tin được là mình bật đây rồi, lại một cái góc bắn nữa. Nhưng mà không, vẫn là một tình huống lệch đầu. Và giờ thì bên phía của team Faker Clan bắt đầu run sợ rồi. Elite cũng không tin rằng là trong tình huống vừa rồi là mình bắn được vào đầu đối phương. Chịu, chỉ biết cười trừ thôi. Vâng, giờ thì Olof Monster. Đây là một tình huống mà Elite đi nhà nhưng Stewie ở một vị trí nào đó khác. Còn đó là Bernard có được cái mạng chứ phải nằm xuống với Nico. Bây giờ chúng ta cùng hát bài hát khi người ta bay. Ngày trước thì có bài khi người lớn cô đơn, nhưng giờ chúng ta nên có lẽ hát bài khi người ta bay dành cho Liquid. Khi người mình yêu khóc. Khi mà người ta bay thì điều gì nó có thể xảy ra được. Một cái tâm lý rất thoải mái của team Liquid. Với một trận đấu như thế này thì mọi chiến thắng có lẽ sẽ dồn về Liquid thôi. Tôi nghĩ là trận đấu này sẽ dừng lại với tỷ số là 16-6. Bởi vì lượng tiền ở round sau bên phía team Faker Clan là yếu lắm rồi. Họ vẫn đang muốn di chuyển lên cục bom xa với 17 giây còn lại. Với thế gian thì cũng không còn nhiều nữa. Và đây là một tình huống bắn kẹp pit đến từ hai player bên phía của team Liquid. Đây là quả lửa sẽ quyết định trận đấu. Và giờ đi, Nico headshot vị trí Tris. Và đây, thời gian là không nhiều nên chắc chắn là các thành viên của Faker Clan họ sẽ không check bom sai. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh thôi. Bốn máu thôi. Nhưng Nico vẫn headshot đi Elite rồi. Và giờ thì bốn máu còn lại, Nafly là người đem về round thắng thứ 14 dành cho thành viên của bên phía team Liquid. Có vẻ như vừa rồi là Elite hơi nhả. Elite bảo 1 vs 3 mà 4 máu thôi. Nhà cho ăn thêm mạng gọi là cải thiện frag. Cho 300 đô, rồi sau mua thêm quả smoke. Chính xác. Bất ngờ. Không tin được là mình đã làm được. Stewie đẩy mid lao bắt được 2 mạng. Thêm một giải thi đấu nữa, Liquid họ lại lên được cái bục danh giá nhất, nhận về cho mình cái cục tam giác vàng. Lại là một giải thi đấu nữa. Liquid đã ăn liền 5 giải rồi. Đúng rồi. Và thêm một giải thi đấu của Blast. Blast vừa rồi. À đâu, Blast vừa rồi lại là Liquid hay NK ấy nhỉ? Blast vừa rồi là NK thì phải đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. 5 giải liên tiếp vô địch. What the fuck? Rồi, Blast vừa rồi là NK vô địch. Liquid ý bạn.
Liquid 14, Faceland 6 và logo của Liquid hiện giờ thì đang bùng cháy rồi. Liquid on fire. Và đây sẽ là cái round thi đấu quyết định trận thi đấu này. Các thành viên của bên phía team Faceland họ không còn quá nhiều tiền nữa. Chúng ta sẽ xem là các thành viên của bên phía team Liquid họ sẽ xử lý như thế nào trong cái round thi đấu này đây. Stewie còn có một cái vết để đục khá là khó chịu của Banana nữa. Trà smoke ra một quả nét khá là hợp lý. Ui, đẩy lao với chúng tôi ư? Băng smoke với săn được smoke à? No, Stewie mà đôi cháu nhảy qua smoke luôn. Tập này tôi là thằng chuyên nhảy smoke, các ông định làm trò đấy với tôi á? Mơ đi. Vâng, thêm cả Nafly ở đây nữa rồi. Và giờ thì chắc chắn là team Liquid họ sẽ có cho mình round thắng thứ 15 rồi. Cứ hơn người thì Fate Clan tội gì. Hai người di chuyển ở khu vực mid và một mình cho Lord Mercer đang bắn ở lầu. Một sự cố gắng đến từ bên phía của Fate Clan, không sao cả. Với một giải đấu họ comeback trở lại và một trận thiêu chung kết ra về với 50.000 đô la Mỹ nó cũng là hợp lý rồi. Stewie headshot vị trí của Rain, Nitro có cho mình mạng của Guardian rồi. Và giờ thì các thành viên của bên phía team Faceland còn lại đó là Orlop Monster. Quyết định của Orlop tôi nghĩ rằng nên có một tình huống trốn thật kỹ vào. Trốn phải là thật kỹ vào rồi thì mới có thể làm được một điều gì đó. Đổi lại cho mình mạng của Nitro rồi. Và giờ thì vết căn là cực kỳ tốt nhưng on fire đến từ team Liquid nó là quá may. Oh my god. Match point. Bắn không cho đối phương thở tí nào cả. Đừng walk bên phía và Liquid cộng với việc spill out hoàn toàn rồi. Tầm này Nico thôi nằm xuống. Nico hôm nay có được chơi đâu. Cứ ra cái nó gõ luôn mặt. Tweet đã bắn cho mình tới 28 frag rồi. Map trước thì TV bay. Map này đến lần Tweet bay về phía Vành Lèn. Không thấy ai cả. Cặp chặt hết cánh rồi. Không thể bay đi đâu được. Tầm này chắc Liquid bật Vina Hall lên cho Fake Clan nhảy thôi chứ còn bán cái gì nữa. Liên hoan thôi anh em ơi. Xong trận này mình rủ nhau đi liên hoan. Nghĩa là Los Angeles với cả Miami. Nhiều trò vui quá. Vâng, và giờ sẽ cùng đến với round thi đấu thứ 22. Match point rồi, Nitro mất đi cái mạng của Ren. Và bây giờ thì Elite headshot luôn Nitro. Một khi mà khẩu súng tủ này đã vào tay rồi thì Elite bắn là ít trượt. Nafly đang muốn đẩy ra rồi nhưng sẽ không có một quả flash nào được pop ra. Nafly một mạng cho Naf nhưng không phải là double kill nhưng cũng đã bắn yếu đi vì chưa có Lord Master rồi. Nhưng bây giờ thì vẫn còn đó là Twist ở đây. Cại gì? Khó rồi. Cại gì? Oh! Triple kill Guardian. Vẫn còn cơ hội rồi. Như vậy thì Nitro một vết một với Guardian. Chưa hết. Vẫn chưa hết ở đây, chúng ta vẫn sẽ thấy rằng Fate Clan vẫn đang có cơ hội solo 1v1. Lượng máu trên người Guardian đang là nửa máu và Nitro còn nguyên 100% HP. Bom sẽ đặt thành công của bom xe ai không khi mà quả bom đang rời khu cửa mid. Và Nitro sẽ kê chi trong tình huống này. Không còn bom trên người của Guardian nữa rồi. Và giờ thì vị trí của Guardian có vẻ như là Nitro chưa nghe được tiếng. Thôi khó rồi, Guardian sẽ nhặt bom sủi luôn. Hay là đi tiếp thôi, xong rồi anh ơi. Check out. Và đó là GG Wildplay. Oh my god. Game dễ quá. Không thể làm gì luôn. Thấy không? Khác với cái trận đấu cho năm để chúng ta ăn mừng. Hôm nay là một giải đấu dễ quá rồi. Khán giả thì cũng đã hiểu sẵn kết quả rồi. Nên là có gì phải bàn cãi ở đây cả. Bạn không mắc ở đầu lên luôn. Lạ mà. Lạ mà thay luôn. Mắc. Không biết là người nào là người giành nhất trong cái anh em đấy, chỉ cần đứng lên người vươn ba các thứ sang bắt tay đối phương. Hôm trước cũng thế, ăn cái grand slam ra cầm cục vàng mặc cục bơ dễ không cần giúp ai cũng nhiều khi á. Nap for life cũng không cần giúp mình. Game đó là dễ quá rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem phần trao giải của giải đấu Club Pro Series Los Angeles. Xin chúc mừng các thành viên. Chúc mừng nhiều quá. Vâng, xin chúc mừng. Elite thay áo rồi. À, chắc là lên lạnh quá. Lạnh ra cổ mặc áo rồi, mặc áo đi luôn đúng không? Vâng, và xin chúc mừng Team Liquid thêm một lần nữa. Bộ đội, gọi là biệt đội Avenger. Biệt đội Avenger Liquid có cho mình thêm một giải thi đấu nữa. Biệt đội áo thù. Không phải là kiểu bỗng nhiên mà mãi không thấy ở đi mua rồi.
tất nhiên là không phải là tự nhiên làm áo này đâu. Nó có tính cả rồi. Thế thì à là chuyện thì mặc cái quần này trông. Gentlemen, congratulations, you are the Blast Pro Series champions in Los Angeles. When you're ready, pick that bad boy up. Eric, go pick it up. Lại còn hai thế này đi kìa. Phi trường à? Hey! Làm lát vàng lại về bay với các thành viên của team mình quên. Tí nữa hơi dùng sử dụng. Gentlemen, quite the showing here. I don't even know where to start the question. Stewie, you had a hell of a day. What do you have to say for yourself? I just came to win. That's pretty much it. You know, we're at home soil. We want to make our fans proud. I'm glad you guys showed up. All of you, thank you guys for cheering for us and for FaZe as well. And thanks for a good showing, I guess. Yeah, there's that. I mean, Twist, you guys were on fire. So many clutch moments. Naps over here, nasty as usual. What do you think, man? Of finals? Of NAF, hell, the team, everything you got going on here. Run, take it away. Vâng, vậy là phần bình luận của mình và Minh Popper trong trận chung kết của Blast Pro Series đã kết thúc với tỷ số chung cuộc là 2-0. Anh kem vô địch anh em nhá. Anh kem vô địch Blast Pro nhưng mà Madrid anh em ạ. Không phải là nó là giờ hết. Vâng, rất cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi hai ngày thi đấu vừa qua. Hai ngày thi đấu mà chúng tôi sống theo giờ Los Angeles. Chúng tôi may là giải Blast nó ngắn đấy. Đúng không? Chúng tôi cũng phải như kiểu SL final kia thì cũng nát bạn ạ. Nhưng mà chúng tôi cũng rất xin lỗi anh em là phải bỏ qua một cái vài lượt trận ở giữa bởi vì là nhân sự cũng không hề đủ. Bomman thì lại đi dự sự kiện. Không, chính xác là Bomman đi off fan ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi. Ôi, Bomman hơi lắm gái luôn nha. Tôi đấy là từ hôm vào trong Sài Gòn là hơi chụp ảnh với hơi bị nhiều gái luôn đấy. Đi off fan thôi chứ đi sự kiện gì đâu đúng không? Bomman lại là hơi lắm cháu với cả em gái mưa với các kiểu ra. Cháu gái ruột với cả các thứ các thứ. Và có lẽ là mình với cả Cường OT thì xin phép là gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã theo dõi trong những ngày thi đấu vừa qua. Và chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong vài hôm. Ngày mai, tối mai lại quay trở lại với 500 Bro Series. 500 Bro Series. Còn rất nhiều trận đấu nữa. Vài ngày nữa thì lại có một vài giải đấu nữa thôi. Và chúng tôi sẽ lại quay trở lại với nền tảng YouTube. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều đã theo dõi trên nền tảng Twitch. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những giải đấu tiếp theo. Bye bye anh em.